từ clip này chúng ta sẽ bắt đầu viết tính năng theo uh, document ấy thì nếu như các bạn làm một mình có nghĩa là tài liệu này do các bạn tự viết thì lúc khi các bạn tự viết thì trong đầu các bạn cũng có hình dung được rằng là uh, ta sẽ bắt đầu từ đâu đấy và nếu không biết bắt đầu từ đâu các bạn cứ chọn bất kỳ một điểm nào trong cái tài liệu mà các bạn hoàn thành đó các bạn sẽ ngồi xuống và viết cái này thì khi đọc tài liệu các bạn sẽ hiểu rằng ừ để viết phần a tôi phải có phần b lúc đó sẽ bạn lần ra được rằng là tôi phải bắt đầu từ đâu còn nếu trong trường hợp các bạn làm theo nhóm mà game designer viết cho các bạn và game designer họ cũng không biết được là nên bắt đầu từ đâu đâu họ chỉ muốn biết là ờ uh, tôi có uh, chừng này tính năng ba tính năng này bây giờ đội dev giao cho tôi cái nào trước cái đấy là chuyện của đội tech league đấy đội tech sẽ phân ra là ở uh, đội a người a người b người c làm cái gì thì chia ba cái này cho ba người đó hoặc là nếu mà gọi là cái này to thì cái này là ở uh, một đội ba người một đội năm người rồi một đội bốn người kiểu như vậy rồi trong cái đội đấy lại chia ra một người phụ trách chính thì ví dụ như bây giờ mình được nhận cái phần liên quan tới Metroidvania tức là chúng ta đang nằm trong cái đội làm về Metroidvania và chúng ta được uh, team lead chia là ok anh làm phần inventory cho tôi. Thế thì tôi mở inventory tôi chỉ quan đúng, tôi quan tâm đúng, đúng. phần inventory thôi. Tôi không quan tâm những phần còn lại của những người khác đang làm, tôi không quan tâm chuyện đấy. Và cách làm việc trong nhóm là mọi người phải làm việc độc lập với nhau, tức là không phụ thuộc nhau. Tất cả mọi thứ phải không phụ thuộc nhau và nếu như đã phụ thuộc nhau mà không có cách giải quyết thì anh em phải lôi em leader ra bảo bây giờ chúng tụi em làm phần này nó bị dính vào nhau rồi anh anh chia việc lại cho tụi em hoặc là đưa giải pháp làm sao để hai bên làm việc độc lập với nhau có thể có nghĩa là hai người ok bắt buộc phải phụ thuộc, thuộc nhau thì ngồi với nhau khoảng 15 20 phút hoặc là một tiếng hoặc chí là hai tiếng để tìm ra cách mà không đợi nhau cụ thể là dùng những cái design pattern hay là dùng những cái OOP để giải quyết cái vấn đề đó thì cụ thể như nào mình sẽ nói sâu vào thì ở đây mình giả dụ như bây giờ mình làm cái này trước ở đây là phần đầu tiên nó ghi là gì là ghi là ghi là trong inventory thì nó có equipment thì chúng ta mở equipment ra thì các bạn xem là phần à, này chưa làm được đâu phải làm phần ngoài trước đấy thì kinh nghiệm nhá đây là kinh nghiệm nhá còn còn làm sao là rất là được thì một kinh nghiệm ở đây mình sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn là chúng ta bắt đầu từ chỗ này thứ nhất là chúng ta cần sẽ có hai à, kiểu item thì để làm việc đó thì clip trước mình cũng đã cho các bạn xem rồi nói cụ thể là chúng ta sẽ có một cái gọi là item thoại đây như vậy là xong cái yêu cầu đầu tiên rồi. Đấy, có những yêu cầu rất là đơn giản chỉ cần như vậy là xong yêu cầu đầu tiên rồi. Đấy. tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái là uh, ship đâm sell uh, Have inventory có nghĩa là mỗi một cái tàu sẽ có một cái inventory riêng thì làm sao thỏa mãn được cái yêu cầu này thì các bạn cứ mở game các bạn ra dù các bạn đã có uh, hai con ship đúng không ship ship một ship hai đây thì các bạn thấy nhá mình đã có tạo ra hai cái inventory trong này rồi ấy thì tạo ra hai object con bên trong Và chúng ta gắn ship inventory vào là thỏa mãn được yêu cầu đầu tiên rồi ấy xong rồi đấy còn tổ chức như thế nào bây giờ mình đi sâu vào nhé thật ra là từ một cái câu nhỏ mà các bạn tổ chức được hoàn thiện thì nó là quá trình một kinh nghiệm nữa đây mình sẽ sẽ đi nhanh cho các bạn đấy đầu tiên này đấy, chúng ta có một cái script inventory và tổ chức như thế nào thằng này nó sẽ là sai bị behave bởi vì sao bởi vì nó gắn vào trong một object và object con của cái con tàu đấy là do tại sao mà mình thừa kế từ sai bị behave tiếp theo là mình sẽ có max slot này mình sẽ nói nói chuyện về cái max slot này sau thì ta, ta sẽ có danh sách item đã nói inventory là phải có danh sách item và danh sách item này là một cái list là cái kiểu nó là list và item inventory item inventory là gì ta cần chuyên click vào đây chúng ta xem nhé thì đây đây là một cái cấu trúc class của item inventory nó không có thừa kế từ cái 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 bên server vì nó không gắn vào bất cứ một object nào cả ấy thì nó sẽ là như thế này và trong này nó có 3 phần thứ nhất là item cao, max stack và cái gì tôi mình sẽ nói sau nhưng quan trọng nhất là chính là item profile item profile chính là script able object đấy đây đợt ba cái nhá hãy script able object nó trong như thế này thì các bạn đã từng làm về script object rồi thì cái này không còn gì lại gì nữa thì nó sẽ thừa kế từ script object và nó sẽ có thứ nhất đầu tiên là item code item code thì chúng ta đã làm ở mấy clip trước rồi nó chính là cái này hiện tại chúng ta chỉ có hai là item là iron or và god thôi đấy thì sau đó chúng ta sẽ có item name và những cái default stack ok chưa đây là cấu trúc Uh, của một cái inventory cần thứ nhất đầu tiên là inventory danh sách item uh, và item inventory và cái item profile ok chưa ba cái này ba cái cái quan trọng nhất là hệ thống inventory rồi bây giờ chúng ta đã có hệ thống inventory rồi tiếp theo nó ghi là uh, inventory uh, có 70 slot Đấy, 70 slot cho cả resort và 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 chỗ này đúng chưa đây 70 slot và hay ok chưa 70 slot đây inventory có 70 slot là xong yêu cầu tiếp theo Đấy, bây giờ các bạn ghép ghép lại này bên này nó có một yêu cầu là mỗi một item phải có hai kiểu dữ liệu là equipment hay là resort thì lúc đó trong cái item profile này các bạn phải thêm cho mình một cái nữa là item type đúng chưa bạn ghi luôn là item type đấy và kiểu của nó là gì thì các bạn cứ để mặc định là no type cho mình ok chưa rồi uh, no no type no type đấy là thêm một kiểu dữ liệu này rồi thì cái này chúng ta làm như thế nào thì khi mà các bạn có Switch Object này rồi thì các bạn uh, tạo cho mình một cái folder resource bất kỳ chỗ nào ở đây mình sẽ tạo folder item và trong này sẽ có resource và trong này sẽ có item profile để sau này mình load bằng code cho nó dễ Đấy. thì khi mà các bạn có item profile ở đây rồi các bạn new phải chuột ở đây new cho mình SO thì có item profile thì cái này ở đâu ra cái này nó chính là cái đoạn phía trên này ok chưa để có cái menu đấy chúng ta phải có đoạn phía trên này chúng ta sẽ có được item profile ở chỗ này thì sau đó các bạn sẽ tạo ra hai cái này thì cái này giống như clip trước nhá ấy thì đây các bạn ghi nhá dù mình tạo ra iron ọt thì mình chọn cái đó là kiểu iron ọt và thằng này nó là resort thì mình chọn nó là kiểu resort tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn nó là resort cái này sau này nếu anh em có weapon hay có trang bị thì nữa thì chúng ta sẽ chọn ở sau không giờ tạm thời chúng ta có hai cái này ok chưa Đấy là item profile rồi đó là thỏa mãn được cái ba uh, cái requirement ở trên này là tiếp nhá thì resource có có thể stack được với nhau tức là một mỗi mỗi một tức đang bảy slot thì mỗi một slot nó có stack với nhau nữa ví dụ như iron ngọt thì trong cái stack trong cái slot iron ngọt nó sẽ có một hai ba bốn năm sáu bảy thì mặc định là có bảy 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 cái uh, max stack này thì chúng ta thỏa mãn cái mô tả này bằng cái chỗ này ở đây default max stack đấy trong item profile đúng không thì tất cả item đều có default max stack như nhau mà thì cái gì mà nó giống nhau ấy của item thì nó nằm trong profile đấy chưa thì thật ra cái việc ấy là cái mô tả nào nằm trong cái 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 thuộc tính nào nằm trong item profile cái thuộc tính nào nằm trong inventory và thuộc tính nào nằm trong uh, item inventory thì nó thuộc về kinh nghiệm rồi ok anh em cứ 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 follow cái này anh em làm nhiều anh em sẽ biết thôi đấy uhm. rồi tiếp theo nhé ở đây là max stack có thể được mở rộng ra cái mặt định là 7 chúng ta có thể mở rộng ra được nữa đấy thì chính vì cái yếu tố có thể mở rộng này cho nên là trong cái profile mình có default là vậy nhưng mà khi mà nó là inventory item thì nó sẽ là chỗ này thì có thể là nếu như bây giờ anh em cũng không chưa phân biệt được item profile item inventory nó là cái gì thì anh em cứ cả anh em cứ tiếp thu cái này và anh em cứ cốt tiếp rồi sau này khi anh em thấy nó hoàn thiện rồi chạy rồi anh em có thể quay lại clip này anh em xem lại để anh em nắm hơn chứ có rất nhiều thứ anh em không thể hiểu được trong clip đầu tiên như thế này đâu anh em đừng được lo nếu bây giờ xem mình đang nói gì không hiểu nhé cứ anh em cứ cốt y chang như mình ở đây mình có xem mã nguồn mà đúng không anh em cứ cốt y chang và cho nó ra được cái giống như trên giao diện như thế này đi Đấy, rồi từ từ anh em sẽ hiểu học là như thế anh em ạ đôi khi ta không hiểu ban đầu đâu rồi thì cái này extend được cho nên là chúng ta sẽ ngoài cái default này ra chúng ta chọn item query ta sẽ có stack nữa thì cái này thường thường nó sẽ bằng cái bên này khi mà item new ra nhưng mà cái sau khi nâng cấp lên á sau khi mà item nâng cấp lên á thì cái này nó sẽ không thay đổi nhưng mà cái này thì thay đổi ok và chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta kiểm tra xem là cái item đấy có full hay chưa chứ không phải là bên item default ok chưa rồi với vì mô tả là như thế mà mô tả do cái mô tả như thế mà rồi thì ở đây ghi là nếu như resort max stack thì không thể nhặt được nữa ok cái này là phần nhặt đồ đi. chúng ta chưa chưa nói đến Đấy, đây là phần nhặt đồ, đây là phần nhặt đồ, đây cũng vậy phần nhặt đồ. Ok. Thì về cơ bản là chúng ta xong cái cấu trúc của cái uh, inventory rồi. Tiếp theo là chúng ta làm phần nhặt đồ. Về trong mô tả có nói về vấn nhặt đồ thì chúng ta làm nhặt đồ như thế nào. Thì nhặt đồ ấy nó sẽ sạc như sau. Nó chính là một cái phần uh, đây nhặt đồ nó chính là cái phần add item là nhặt đồ thực mình chưa nói về animation chưa nói về thế về mặt code ấy là nó phải đi qua một cái hàm gọi là add item đấy hoặc nếu anh em thích thì anh em có thể nhặt là tích up item luôn cũng được nhưng đây mình đặt là add item thì khi add item ấy thì đầu vào của nó là cái gì thì tức là đây lúc mà chúng ta tự quyết định code tự quyết định game designer không quan tâm chuyện này còn game designer chỉ quan tâm là code phải có khả năng nhặt được đồ còn nhặt như thế nào thì ta phải tự thiết kế ở đây mình sẽ làm thiết kế một cái là gì nhặt đồ bằng item code và nhặt bao nhiêu thì đầu tiên nhé cái hàm này bây giờ mình sẽ để trong hàm hàm start để mình test đấy tức là khi bật game lên là nó sẽ gọi hàm này để nó test thôi bây giờ anh em nhìn cấu trúc của mình để cho anh em xem nó test nhé ở đây thì tức là trong hệ thống inventory này này mình chỉ có iron ore thôi đấy và bằng không thôi và trong code của mình đấy mình để là uh, mình sẽ add cái item là iron ore vào thì có nghĩa là khi start game lên thì cái cái này nó sẽ không thay đổi và mình sẽ có thêm một item iron ore ở trong cái inventory này chúng ta thử xem có được như vậy không nhá play này được rồi đó mình sẽ giải thích code cho anh em đấy nên là khi start lên là có ba này ở dù bây giờ mình không thích ba nữa mà mình thích là uh, 6 đi đấy mình play game lên nên sẽ nhìn thấy là tự nhiên là tàu sẽ có đấy còn đương nhiên chúng ta sau này sẽ kích hoạt bằng cái cơ chế nào chưa biết nhưng mà tàu lại có hoạt động đấy sáu này ok chưa rồi Bây giờ mình sẽ đi phân tích cho anh em cách này, hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên vào nó sẽ lấy cái item ra bằng cái mã này. Tức là ở đây nha, chúng ta có một danh sách ở đây thì cái thì thì cái hàm get item by code này này nó sẽ đi tìm trong cái danh sách này xem xem là có item gì có tình huống thế này này chúng ta là có item rồi đúng không? Nó có item là ai ra ngọt ở đây rồi. Chúng ta cộng thêm nó có sẵn một đây rồi. Thì nếu như mà bây giờ mình gọi cùng một và mình cộng thêm bốn nữa thì nó phải tổng bằng năm đúng chưa? Thì lấy cho anh em xem này. Đấy. Lấy cho anh em xem đấy. Đang là một nhá cộng 5. Đấy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chỗ này này, cái chỗ này này nó sẽ tìm trong cái danh sách này xem là cái item này tồn tại chưa. Đấy xong nó nó trả về và cộng dồn vào đây, anh em thấy nhá. Đây nó, nó lấy nó lấy item ra này, xong rồi nó sẽ tính toán cái cái số liệu mới này. Nếu như số liệu mới ấy, nó không vượt qua cái max stack. Đấy tại điều điều kiện là không được qua max stack mà thì nó sẽ return fail. Đấy còn nếu như mà nó thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ gắn item này vào và nó xong. Đấy cho nên như vậy thôi. Tuy nhiên có tình huống rằng cái item này nó chưa tồn tại ở trong đây thì chịu xử lý như thế nào thì đây get item. Đầu tiên nhá. Nó sẽ lấy cái item cho user bằng cách hàm file chủ cái 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 item này, item này nhé. Đây là kiểu list này. Thì cái list này nó có một cái chức năng là file item này chúng ta sẽ bảo là lấy cho tôi item nào có code giống như mà chúng ta đang mong muốn ấy đúng không? Item profile này. Đấy các bạn có thể đặt item trên đây cũng được. Item ở đây này. Đấy. Đặc là cái nó rõ ít, ít thì nó hơi chung chung luôn. đây là item này item trong danh sách item này thì item profile của nó sẽ có item code này chúng sẽ kiểm tra cái nào bằng nó lấy ra đấy thì nó trả ra chỗ này trong trường hợp mà nó không có như mình vừa demo cho anh em xem á thì nó sẽ add một cái empty profile vào trong cái danh sách đấy empty profile này hoạt động như thế nào đây nó xin này thứ nhất này nó sẽ load resource tất cả những item profile ở trong cái folder này chúng ta có một cái folder item profile đây nó load tất cả ở đây và nó tìm xem cái profile nào ở à, đây này các bạn này hãy tìm nhé đây này nó tìm này nếu như mà nó tìm nó lấy nó lấy tất cả file ra và nó nó for each nó thấy là uh, cái code mà chúng ta đang cần nó không phải là cái hiện tại thì for each là lập từng cái mà thì cái thứ nhất nó mà không đúng thì nó cần nó bỏ qua còn nếu như xuống được tới đây xuống được tới đây thì có nghĩa là gì có nghĩa là code nó thỏa mãn à, tức là item code nó đúng thì nó sẽ tạo ra một cái empty inventory và nó add vào trong list này Để chính vì lý do này mà cho nên là cái hàm này, này. Đấy, cái hàm này nó luôn luôn trả về một cái item inventory nếu có rồi thì nó trả về cái đang tồn tại còn nếu chưa có thì trả về cái chưa tồn tại và nó sẽ thực hiện việc cộng như này đấy thì cơ bản chỉ có như vậy thôi đấy là phần inventory và anh em cứ kéo code về anh em thử anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó và phải nhịch nhiều vào ok thế nhá chào mọi người